Phong thủy Tâm Nguyên xin chào đến tất cả các anh chị và các bạn đang quan tâm đến những câu chuyện liên quan phong thủy và đang theo dõi cái kênh YouTube tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong thủy Tâm Nguyên. Tiếp tục trong chuỗi những cái video mà Phong thủy Tâm Nguyên hướng dẫn các anh chị về làm nhà hay là về những cái quan điểm tinh thần quan trọng trong cái việc chúng ta khởi công xây dựng một ngôi nhà mới hay là chúng ta thiết lập một bộ hồ sơ phong thủy như thế nào để đáp ứng tất cả những cái tiêu chí về sự mong cầu, về cái mong muốn sử dụng, về những tiêu chí trong kiến trúc thẩm mỹ và cả yếu tố về phong thủy nữa, thì ngày hôm nay thì Phong thủy Tâm Nguyên sẽ xin chia sẻ tiếp với các anh chị những hạng mục tiếp theo trong cái bộ hồ sơ phong thủy. Và những hạng mục này là những hạng mục vô cùng quan trọng để quyết định đến cái yếu tố yên tâm nhất của các anh chị khi làm nhà. Trong những cái video trước thì Phong thủy Tâm Nguyên đã chia sẻ với các anh chị bốn hạng mục đầu tiên trong bộ hồ sơ phong thủy, bao gồm đó là hạng mục đầu tiên đó là liên quan đến phân tích tổng thể về cách cục, về định long cắt hung của ngôi nhà, hay là phương án liên quan đến họa tiết màu sơn mặt tiền và ngoại thất, rồi là chi tiết cầu thang kính bếp, hay là các phương án liên quan đến kích thước cổng cửa theo đúng thước lô ban phong thủy, hay là cái mặt bằng phân tâm cục vị để mà định hướng ra tọa vị cũng như các công năng của ngôi nhà. Thì ngày hôm nay Phong thủy Tâm Nguyên sẽ đi vào tiếp cái phương án thứ 5 và thứ 6 trong bộ hồ sơ phong thủy này để anh chị có thể nắm được. Phương án thứ 5 liên quan đến mặt bằng thiết kế cũng như là bố trí công năng mặt bằng theo kiến trúc của phong thủy. Cái phương án thứ 5 là phương án nó tổng quan hơn cả cái phương án thứ 4. Đó là lúc này phương án thứ 5 nó sẽ liên quan đến cái mặt bằng định vị về xác định cái vị trí kích thước công trình trên cái khổ đất, và qua đó là cái cơ sở để mà khai môn, để mà phân kim, để mà lập hướng, để mà xác định ra cái định vị công năng kiến trúc nội thất của phong thủy, giúp cho các cái chi tiết của các phòng cũng như là các khối công năng bố trí như thế nào thì được thể hiện trong cái phần hạng mục hồ sơ này. Đồng thời là nó cũng sẽ thể hiện rất rõ những cái công năng quan trọng như là phòng thờ, phòng bếp, vị trí, rồi là hướng bếp, rồi các vị trí phòng ngủ, đầu giường ngủ xoay về đâu, hay là vị trí phòng ngủ nào đúng với cái tuổi nào thì được thể hiện rõ ràng trong cái bộ hồ sơ này, trong cái mặt bằng này, để làm cơ sở để mà từ cái mặt bằng công năng chi tiết này nó làm cơ sở để mà chúng ta làm tiếp những cái bộ hồ sơ chi tiết còn lại như hồ sơ kết cấu, hồ sơ kiến trúc, hồ sơ dự toán, hồ sơ điện nước. Nếu không duyệt được cái mặt bằng hồ sơ này thì sẽ không có những cái bộ hồ sơ sau. Và nếu như không có cái mặt bằng hồ sơ này thì các anh chị cũng không thể biết được là cái cổng của mình mở đâu để nạp được khí tốt, hay là cái phòng ngủ cách cục, rồi là những cái vị trí bếp núc, bồn rửa, tủ lạnh, rồi là các cái vị trí bàn làm việc, hay là phòng thờ đặt như thế nào, nó sẽ không rõ ràng. Và thông qua cái mặt bằng này các anh chị có thể nhìn ra một cách rõ ràng nhất. Và từ cái mặt bằng công năng này thôi, là nếu như chúng ta không triển khai cái hồ sơ thi công chi tiết thì về cơ bản là đội thợ họ đã có thể là các căn cứ để họ làm được ngôi nhà rồi. Tuy nhiên một điều là đây là một cái mặt bằng vô cùng quan trọng, nó đảm bảo yếu tố gì, nó đảm bảo yếu tố đó là xuất phát từ mong muốn của các anh chị, tức là mong muốn các anh chị về ngôi nhà này, các anh chị sẽ mong muốn những công năng gì, tầng 1, tầng 2, tầng 3, các anh chị mong muốn công năng gì. Hãy chia sẻ điều đấy đối với đội ngũ Phong thủy Tâm Nguyên, hãy chia sẻ điều đấy đối với thầy Tâm Nguyên khi thầy về trực tiếp khảo sát nhà của các anh chị. Căn cứ vào cái mong muốn của các anh chị đấy, kết hợp những cái tiêu chí trong phong thủy, kết hợp với những tiêu chí trong kiến trúc và thẩm mỹ, kết hợp với lại những cái yếu tố về tối ưu công năng, diện tích để làm sao tiết kiệm cái chi phí thi công của các em, của gia đình anh chị, thì cái điều này nó mang lại cho chúng ta một cái mặt bằng nó hài hòa và nó đảm bảo tất cả các tiêu chí trên. Đấy là một cái mặt bằng nó tốt nhất để nó vẫn thoải mái cái mong muốn của anh chị, vẫn đảm bảo những cái tiêu chí trong phong thủy, những tiêu chí trong kiến trúc và những cái tiêu chí về cái phương án làm sao nó tối ưu diện tích, tối ưu cái phương án thi công nhất đối với các anh chị. Đó là cái điều cũng tuyệt vời. Mà trong đó nếu như chúng ta triển khai, chúng ta thiếu sự hiểu biết, hay chúng ta triển khai với những đơn vị mà không có sự nắm bắt kỹ lưỡng, thì gần như cái bản vẽ chúng ta đã trở nên cứng ép, cái bản vẽ chúng ta đã trở nên thiếu thốn về cái mặt thẩm mỹ kiến trúc, và cái bản vẽ chúng ta nó sai về yếu tố phong thủy, và cái điều này nó gây ra yếu tố về họa hại sau này đối với gia đình chúng ta. Điều này cũng quan trọng. Thì đối với cái việc triển khai liên quan cái hạng mục mặt bằng công năng bố trí như này thì nó sẽ thể hiện được cái gì? Nó sẽ thể hiện được cái hồ sơ định vị, thiết kế công năng tổng thể về khai môn và cảnh quan như thế nào. Tức là cái mặt bằng tổng quan về cái định vị công năng của trung cục, tức là của cái nhà trên khổ đất nó làm sao, với cái khuôn đất của chúng tôi như thế này thì cái nhà tôi đặt ở trên vị trí nào trên đất. Rồi là từ đó chúng ta suy ra cái vị trí mở cổng ở đâu. Hồ sơ trong cái này các anh chị cũng sẽ nhận được liên quan đến yếu tố về thiết kế bố trí công năng kiến trúc nội thất của tất cả các tầng và tất cả các sàn trong công trình kiến trúc của mình, tức là cầu thang sẽ đặt ở đâu, đi lên như thế nào, bao nhiêu bước,
hành lối hành lang đi lại như nào, giao thông trục đứng như nào, giao thông trục ngang như nào. Tức là giao thông trục đứng tức là vị trí đặt cầu thang đặt ở đâu, đi lên làm sao, giao thông trục ngang tức là đường hành lang đi lại ở trong nhà như nào, để tạo ra yếu tố về bố trí loan hoàn, các công năng nó hợp lý và nó thể hiện cái tính khoa học đó. Rồi là cái phương án liên quan đến nó thể hiện các cái kích thước ở trên đó luôn, tức là thể hiện các kích thước chiều sâu của phòng như nào, chiều ngang của phòng như thế nào, kích thước từ cột này sang cột kia ra làm sao. Từ đó chúng ta có thể suy ra được cái yếu tố về kích thước của dầm xà, về chiều dài như nào, để đánh giá được cái việc nó kiến trúc nó có ổn hay không. Tránh cái việc nó là chúng ta tính toán không có kỹ lưỡng thì chỗ cột thì dầm xa quá, chỗ cột thì ngắn quá, nó lưu dí vào nhau, nó không thể hiện được cái yếu tố khoa học. Thì cái việc một cái mặt bằng về hồ sơ phong thủy thì nó phải đảm bảo cả yếu tố khoa học và cả yếu tố về kiến trúc, cả yếu tố phong thủy như vậy thì nó mới đáp được. Và xin thưa các anh chị, việc này cũng không phải nhiều đơn vị có thể làm tốt việc này. Đó. Tiếp theo là cái vị trí mặt bằng mái hay là những cái vị trí phòng ngủ theo các tuổi như nào thì cũng sẽ được thể hiện trong cái mặt bằng công năng cách cục như vậy, để các anh chị có thể có một sự yên tâm nhất rằng là trong nhà các anh chị bao gồm các tuổi như vợ chồng anh chị, bố mẹ, con cái thì phòng nào sẽ phù hợp với các tuổi nào thì sẽ được phía thầy, phía phòng thủy giám viên tư vấn và đưa ra định hướng giúp các anh chị một cách tốt nhất. Đó là cái phần thứ năm liên quan đến mặt bằng thiết kế, bố trí công năng kiến trúc đối với hồ sơ phong thủy. Tiếp theo là hạng mục mặt bằng, tiếp theo là hạng mục thứ 6, nó là hạng mục liên quan đến phương án động thổ, nghi thức hay là những cái nghi lễ hay năm tháng ngày giờ để cho các động thổ. Như các anh chị biết, đó là động thổ là một trong những nghi thức quan trọng để khởi tạo một công trình. Nó là cái giai đoạn mà chúng ta xin các thành hoàn, rồi là thần linh, rồi là thổ địa hay các tôn thần để cầu mong cái việc xây dựng nhà cửa nó trở nên là thuận hòa may mắn, rồi là thợ thuyền được hòa hợp, hay là cái yếu tố về phúc tài lộc thọ được đảm bảo, đúng không ạ? Phù long tương chủ, ấm long vượng khí là cái điều mà chúng ta mong muốn, kể cả đơn vị thiết kế tôi mong muốn, anh chị cũng mong muốn và thợ thuyền cũng mong muốn, đúng không ạ? Vậy thì phong thủy Thái Nguyên dựa trên những cái nguyên tắc, dựa trên những cái thực nghiệm liên quan đến yếu tố chọn năm tháng ngày giờ thì sẽ tính toán và xác định giúp các anh chị cái vị trí động thổ cũng như cái năm tháng ngày giờ nó trở nên tốt nhất. Cái phương án trả của anh chị, tức là các anh chị sẽ nhận được cái gì? Các anh chị sẽ nhận được cái nghi thức và phương thức động thổ, rồi là những cái vị trí động thổ để sao cho là nó mang yếu tố cắt lành nhất, dựa trên nhật kiệt đạo sơn hoặc là kỳ môn độ giác, hay là thực hiện những cái nghi thức nghi lễ như thế nào, ai sẽ là người đứng ra, ai sẽ là người kêu cầu và văn khấn nghi lễ như thế nào, tuổi tác động thổ như thế nào, nó đều được thể hiện trong bộ hồ sơ phong thủy và được chúng tôi tư vấn một cách kỹ càng, kỹ lưỡng. Các anh chị để ý kỹ, các anh chị sẽ thấy rằng là đây đều là những cái băn khoăn lớn nhất của các anh chị đồng ý mà rằng là mượn tuổi nào động thổ cho nhà tôi động thổ vào cái năm tháng ngày giờ nào, hay là vị trí nào tôi động thổ, hay phương thức thực hiện như nào, nếu như không có đội ngũ chuyên gia tư vấn thì điều này nó khiến cho các anh chị mất ăn mất ngủ mất vài ngày, các anh chị đồng ý mà. Do vậy là hãy để phong thủy Thái Nguyên hướng dẫn các anh chị một cách kỹ lưỡng thì đó là cái điều vô cùng tốt đẹp, đó cũng chính là cái điều mà phong thủy Thái Nguyên mong muốn hướng đến. Chi tiết cụ thể các anh chị hãy tương tác với chúng tôi thông qua việc gọi điện đến số 1900292 hoặc là truy cập vào website thaiphongthuythaiguyen.com để theo dõi những cái phần hạng mục trong đó một cách chi tiết nhất để xem bộ hồ sơ tùy mẫu, hay có thể đến trực tiếp văn phòng chúng tôi tại phòng 510 và nhà 34T đường Hoàng Cầu Thí, Cầu Giấy, Hà Nội để được đội ngũ trợ lý của phòng thủy Thái Nguyên hướng dẫn các anh chị đưa ra phương án để các anh chị có thể hiểu rõ nhất, nắm qua được cái bộ hồ sơ tùy mẫu, cũng như phòng thủy Thái Nguyên sẽ tiếp thu những cái mong muốn của anh chị, những cái thông tin để tư vấn các anh chị một cách kỹ lưỡng nhất, từ cái việc mà bắt đầu các anh chị triển khai ý tưởng và cho đến khi mà các anh chị hoàn thiện ngôi nhà nhận trạch. Mọi thứ nó đều suôn sẻ, mọi thứ đều hanh thông, mọi thứ đều tốt đẹp. Đấy là cái điều không thể hướng đến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.